Alo, chào Phát, Phát mới vô phải không em? Alo, Phát ơi. Alo. Alo, các bạn nghe được không? Dạ nghe ạ. Ok. Phát nghe được không em? Dạ được ạ. Được hả? Đây đã lâu lắm rồi Phát mới trở thành ca sĩ của lớp. Em nhớ vô đúng giờ thầy. Alo, theo đồng hồ của thầy thì em vào là 21 rồi. Ok. Alo Phát ơi, em có nhìn thấy màn hình của thầy không? Ok, cảm ơn em. Buổi hôm nay chúng ta vào chương số 6 về hành vi trong nhóm và xung đột. Đối với nội dung chương này thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là thầy sẽ trình bày nội dung về mặt lý thuyết về xung đột. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ có một bài trình bày rất là thú vị của một nhóm liên quan đến cái chủ đề về thương lượng hoặc là đàm phán trong cái hoạt động kinh doanh cũng như là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì phần trình bày của thầy sẽ kết thúc vào lúc khoảng 8 giờ 45 phút. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 20 đến 25 phút và quay trở lại, đó là đến phần nhóm thuyết trình. Thì trước khi vào cái nội dung ngày hôm nay, hôm nay có ban cán sự lớp luôn ha. Ok. Alo, chào Long, Long mới vô phải không em? Dạ đúng rồi. Chào em, rồi hôm nay em biết không, có cả ban cán sự cùng cùng thành một cái nhóm ca sĩ khách mời sáng ngày hôm nay luôn Long. Dạ em đoán hay là có bạn phát nữa hay. Sao em biết hay vậy? Tại em bị lỗi cái link thầy ơi. Nhưng mà sao em biết bạn Phát vào cùng em? Tại vì ban nhân sự thì có em với phát với một số bạn thì bên kia bên đoàn, nhưng mà em đoán Hay chứ. quá. Không đoán người khác mà đoán ngay là Phát đúng không? Ok, rất thú vị. Rồi.
Ban cán sự có ai muốn lên sóng đầu giờ luôn không? Long. Dạ thôi để chơi ha. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. Rồi, ra chơi thì ra chơi đâu sao đâu. Ok. Rồi, trước khi vào cái chương số 6 này, chúng ta nói một chút về chương số 5. Đối với chương số 5, chúng ta đã có trình bày ở buổi trước với nội dung trình bày rất là thú vị của các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào điệp lại một chút xíu về cái buổi hôm trước của chúng ta. Với phần trình bày của nhóm số 3 về đặc tính nhóm hôm trước. Rồi, những khái niệm nhóm là gì và quá trình phát triển của nhóm thì chúng ta hiểu nhóm rất đơn giản là từ hai người có tác động qua lại với nhau thì chúng ta gọi là nhóm. Ha. Và chúng ta có hai loại nhóm là nhóm chính thức và nhóm không chính thức. Ha. Đối với một tổ chức cũng như là lớp học của chúng ta thì nhóm chính thức có thể là lớp học, nhóm thuyết trình. Trong khi đó nhóm không chính thức thì nó rất là đa dạng, phong phú. Và số lượng chắc chắn nó sẽ nhiều hơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta vào nhóm? Thì vào nhóm có nhiều lý do. Ở tầm cá nhân và kể cả tầm quốc gia thì chúng ta thấy là chúng ta vào một nhóm để đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình hoặc cho tổ chức của mình. Ví dụ như là về cá nhân đi, chúng ta vào một cái nhóm thì có sự bảo vệ của những thành viên khác. Ở góc độ tổ chức thì những cái giá trị của tổ chức đó, những cái mục tiêu của tổ chức đó sẽ được cộng đồng lớn hơn, những cái người trong cái doanh nghiệp khác mà trong hiệp hội họ có thể bảo vệ. Chẳng hạn như là tầm công ty thì chúng ta có những cái hiệp hội chẳng hạn như da giày, dệt may, rồi thủy sản đó. Thì trong cái hiệp hội này họ sẽ có những cái tiếng nói có trọng lượng hơn với các cơ quan làm luật cũng như là với tín hiệu của thị trường, họ sẽ tăng hay giảm sản lượng gì đó. Đối với tầm quốc gia thì chúng ta thấy có các những hiệp hội chẳng hạn xuất khẩu dầu mỏ đi ạ. Thì họ sẽ tăng sản lượng hay giảm sản lượng khi mà cái vấn đề giá cả toàn cầu nó thay đổi. Ví dụ như là giá dầu mỏ mà lên quá cao thì thông thường là họ sẽ bơm dầu. Bởi vì nếu đến một cái sản lượng, nếu đến một cái mức giá mà quá cao mà không chịu đựng nổi thì người ta sẽ có thể thay thế sản phẩm từ dầu mỏ chuyển qua những sản phẩm khác. Bởi vì chi phí chẳng hạn như vậy, chi phí mà trên 100 đô một thùng dầu thì có thể các nhà khoa học sẽ tập trung vào nghiên cứu những loại nhiên liệu có thể thay thế được dầu mỏ. Và về lâu dài, nếu họ đã thay thế thì họ sẽ không quay trở lại. Cho nên các quốc gia trong cái tổ chức OPEC thì họ sẽ tăng sản lượng nếu giá dầu quá cao. Còn khi giá dầu mà xuống dưới 30 hoặc thậm chí dưới 40 đô la một thùng thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ cắt giảm sản lượng để đảm bảo cái nguồn thu của họ trên thị trường quốc tế. Thì đối với giai đoạn phát triển của nhóm thì ta hiểu nó có những cái giai đoạn chính như sau. Thứ nhất là đặc trưng của giai đoạn hình thành, đó là giai đoạn khởi đầu và có đặc điểm nhiều rủi ro. Kể cả các tổ chức, các hiệp hội khi chúng ta tham gia vào một nhóm, nó cũng có nhiều rủi ro bởi vì lợi ích có thể nó sẽ khác biệt. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn hình thành, giai đoạn bão tố. Khi chúng ta vào một nhóm mới thì những quá trình va chạm với nhau, nó sẽ xảy ra xung đột và câu chuyện bão tố. Chương số 6 chúng ta sẽ làm rất là rõ. Giai đoạn 3 là dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng thì chúng ta sẽ có những chuẩn mực. Luật chơi như thế nào đó. Chẳng hạn hiệp hội các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC đi ạ. Họ sẽ quy định những quốc gia nào là cắt giảm bao nhiêu thùng trong các tình huống khẩn cấp chẳng hạn. Quốc gia nào là phải cắt 100.000 thùng, quốc gia nào là giảm 1.000.000 thùng. Họ sẽ có những chuẩn mực nhất định. Và cuối cùng là thực hiện thì khi đã có chuẩn mực rồi thì họ sẽ có những cái
quy định mà cứ đến cái tình huống như vậy là các bạn biết phải làm như thế nào, và tại giai đoạn 4 hiệu quả của nhóm là tốt nhất. Đối với 6 đặc tính nhóm thì chúng ta có phần trình bày rất là kỹ của nhóm số 3 rồi ạ. Với vai trò, với chuẩn mực, với địa vị, với tính liên kết, với quy mô, với sự đa dạng, thì các bạn thấy là những cái đặc trưng nhóm này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của một nhóm. Chẳng hạn bạn nhận thức như thế nào về vai trò của mình, một thành viên của lớp này, học tập như thế nào, đóng góp như thế nào. Bởi vì một lớp học mà có cái sự đầu tư của mỗi thành viên thì nó sẽ tạo ra một môi trường học tập tốt, feedback của giảng viên cũng sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Chẳng hạn như lớp chúng ta là một lớp rất là năng động và có những thành viên ban cán sự rất là nhiệt tình, có những cây văn nghệ sẵn sàng thay đổi không khí cho lớp khi quá trầm lắng như thế, để lớp chúng ta các thành viên đều nhận thức được vai trò của mình. Đặc tính thứ hai là về chuẩn mực. Chúng ta hiểu trong một lớp học hay trong một tổ chức thì chúng ta bị ràng buộc bởi những loại chuẩn mực như là thực hiện, hình thức, thu xếp xã hội và nguồn lực. Những cái chuẩn mực này nó là những tiêu chuẩn chúng ta điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Chẳng hạn đến lớp thì ăn mặc như thế nào. Chúng ta học online hoàn toàn có thể ăn mặc cách tự do, bởi vì cam thì có thể không cần bật. Nhưng nếu chúng ta học off ở trên trường đi ạ, thì trang phục của chúng ta phải chỉnh chu hơn một chút xíu, bởi vì trường có lưu ý chúng ta là ăn mặc phù hợp, lịch sự, phù hợp với bối cảnh. Vậy thì một sinh viên mà mặc bộ đồ ngủ lên giảng đường là một điều chắc là rất khó xảy ra, đúng không ạ? Nhưng học on thì các bạn có thể đang nằm ở trên giường, các bạn mặc bộ trang phục rất là thoải mái, không sao cả. Đó là quy định đối với từng bối cảnh nó sẽ khác nhau. Chuẩn mực về thu xếp xã hội, chúng ta chơi với ai? Người Việt Nam có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học. Thì những cái đó nó liên quan đến chúng ta sẽ thiết lập cái mối quan hệ của mình với những đối tượng như thế nào, nó phù hợp với mình hay không. Chẳng hạn như là chúng ta làm trong lĩnh vực vực an ninh hoặc là quân đội chẳng hạn. Thế thì bạn bè hoặc mối quan hệ của chúng ta nó phải phù hợp với chuẩn mực đó. Ngành công an có những quy định cứng luôn. Đó là khi mình mặc sắc phục ở trên người thì mình không được ăn uống ở những quán vỉa hè. Tức là chúng ta hiểu lại khái là nó cũng phải chỉnh chu để người khác đánh giá chúng ta là người làm sao ạ. Đại diện cho luật pháp, nó có cái gì đó rất là nghiêm túc. Một cấu trúc nhóm nữa là liên quan đến địa vị. Địa vị là gì? Địa vị nó được quy định bởi cái gì? Nó được quy định bởi gì ạ? Sức mạnh một người nắm giữ, khả năng đóng góp vào mục tiêu và đặc điểm cá nhân. Đây là những yếu tố mà quy định địa vị trong một nhóm. Cấu trúc tiếp theo là tính liên kết. Tính liên kết là gì? Thể hiện sự gắn kết giữa các thành viên với nhau. Một nhóm tự chọn với những sinh viên có mối quan hệ thân thiết với nhau có hiệu quả hơn là một nhóm mà thầy phân công một cách ngẫu nhiên hay không? Thì câu trả lời là chưa chắc. Bởi vì trong mối quan hệ giữa tính liên kết và những chuẩn mực thực hiện công việc, thì với một nhóm có chuẩn mực cao, tính liên kết cao thì năng suất là tốt nhất. Nhưng nếu tính liên kết cao mà chuẩn mực thấp thì chúng ta thấy là kỹ năng đẩy việc hay là hiện tượng social loafing có cơ hội xảy ra. Đó là vấn đề về quy mô. Khi mà nhóm mà lớn thì cái hiện tượng lười biếng xã hội có thể xảy ra. Khi mà nhóm mà có mối quan hệ thân thiết thì hiện tượng lười biếng cũng có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta cho rằng nếu mình có lười biếng thì những người thân của chúng ta cũng không nỡ, phải không ạ? Nhưng đối với người ngoài thì nếu mà bạn không làm, người ta sẽ đánh giá mình là không tham gia. Nhưng đối với người thân thì người ta sẽ cố gắng cho mình vô. Họ nghĩ rằng chắc lần này không làm thì lần sau làm. Nhưng đối với người ngoài, mối quan hệ của chúng ta không có thì người ta sẽ đánh giá là không tham gia. Bởi vì trách nhiệm của mỗi người đã được quy định rồi. Sự đa dạng. Chúng ta hiểu là trong một nhóm, cãi lộn với nhau nó thường xảy ra bởi tính đa dạng. Nhưng đồng thời, để đảm bảo cái sự sáng tạo đổi mới của một nhóm thì chúng ta lại rất cần sự đa dạng. Một cái nhóm từ những người rất là thân thiết với nhau, bạn thấy đó, gần như chẳng bao giờ cãi lộn nhau cả. Tôi hiểu anh là ai, anh sẽ nói cái gì. Vậy chúng ta đã quá hiểu nhau rồi thì tính đổi mới sáng tạo ở trong nhóm đó nó cũng sẽ bị hạn chế. Nhưng nếu nhóm đó mà làm những công việc có tính lặp đi lặp lại hay thường nhật thì những nhóm thân thiết đó sẽ hiệu quả hơn là những nhóm mà sự đa dạng cao. Bởi vì đa dạng cao thì hay cãi lộn nhau nha. Và nó có nhiều ý tưởng, nhưng mà với những công việc mà nó có tính lặp đi lặp lại, không đòi hỏi tính sáng tạo nhiều thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng nha. Rồi, và đó là nội dung của chương số 5 chúng ta đã đi qua. Bây giờ chúng ta sẽ quay vào chương số 6. Chương số 6 là chương về xung đột.
trong cuộc sống thì nói đến từ xung đột là chúng ta đã nghe là hơi hơi ngại rồi, phải không ạ? Xung đột. Giảng viên với sinh viên có xung đột không các bạn? Alo, và thường đó là xung đột như thế nào? Thầy và trò có xung đột không các bạn? Em nghĩ là có. Dạ, theo em thì xung đột đó nó thường xảy ra vì sao? Em nghĩ là có thể là vì bất đồng quan điểm, hoặc là kiểu như là ví dụ như trong lớp mà giảng viên đưa ra một vài chính sách hoặc yêu cầu nào đó mà sinh viên không thích hoặc là học sinh không thích kiểu vậy á, thì nó cũng gây ra xung đột đó thầy. Ừ, rồi, có thể liên quan đến vấn đề quan điểm đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có thể liệt kê xem cái loại xung đột nào hay là cái nguyên nhân xung đột nào mà nó thường diễn ra nhất giữa giảng viên và sinh viên, nó đến từ cái gì ạ? À, Long, theo em thì xung đột nào thường xảy ra nhiều nhất? Em là cán sự lớp, chắc là nắm cái này ha. Vậy là hay là do bất đồng ý kiến thầy? À, bất đồng ý kiến đúng không? À, dạ. Về quan điểm, về ý kiến là nhiều này. Rồi, gì nữa không? À, thứ hai là theo em là do sự đóng góp của các bạn nữa, nên là nhiều khi cũng dẫn đến xung đột. À, kiểu như là có đó. Bạn gánh team và có bạn không làm gì hết, thì nhiều khi cũng nước tràn bờ đê, ở vậy dọn nước tràn ly, nên là cũng sẽ dẫn đến xung đột. Rồi, cảm điện em. Rồi, cảm ơn em. Rồi, các bạn có thấy là xung đột về mặt điểm số nó có hay diễn ra không? Chẳng hạn như là mình nghĩ mình được điểm này và thầy cô lại cho điểm khác, có không ạ? Có. Dạ. Long nghĩ là Long được 8 điểm mà thầy lại cho 9 chẳng hạn, điều đó có dẫn đến xung đột không Long? Dạ, đương nhiên là không rồi thầy. Ồ vậy hả? Không có xung đột nội tâm mà thấy có gì đó sai sai chứ? Dạ không, mà em cảm thấy là mình nhiều khi mình hên bữa đó thầy đang vui vẻ nên là thầy cho mình điểm cao. À Phát ơi, em nghĩ mình được 7 mà thầy cho em 9 điểm thì theo em xung đột có xảy ra không Phát? Dạ chắc em cảm thấy có lỗi với bản thân nhưng mà sẽ không có xung đột giữa em với thầy. Giữa thầy và em là không có xảy ra đúng không? Dạ đúng rồi. Khi chúng ta đạt được cái giá trị mà vượt quá kỳ vọng thì xung đột nó thường không xảy ra. Nhưng mà xung đột nội tâm, đúng không? Dạ. Trong cuộc sống thì đôi khi cái mà chúng ta nghĩ mình nhận được á, nó là một mà ta nhận được hai, mình thấy có cái gì đó sai sai á. Có khi nào mình sẽ alo cho thầy, thầy ơi em nghĩ là em chỉ được 7 mà sao thầy cho em 9 điểm có không? Nếu mà Phát trả lời gì em nghĩ là Phát có thầy. Có hả? Long đã từng chưa Long? Dạ chưa, nhưng mà thấy Phát kiểu gì xung đột nội tâm thì em nghĩ là Phát sẽ có ngày là Phát cũng kiểu thầy ơi em đáng nhớ em được 7 điểm nhưng mà thầy cho em 9 điểm thì hơi cao. Em nghĩ là Phát sẽ nói như vậy. Ok, điện. Rồi, thực sự là thầy cũng chưa nhận được một cái comment làm như vậy Long ạ. Dạ. Comment là em được em nghĩ em được 8 điểm mà sao thầy cho em 7 điểm rưỡi hay là 7 điểm thì có. À chứ còn là em nghĩ em được 7 mà thầy sao cho 9 thì đúng là thầy cũng chưa nhận được nha. Yeah. Nếu có xung đột thì thầy nghĩ nó cũng không bộc lộ ra để thầy biết, mà thường là xung đột nội tâm, nghĩ là ôi mình được 7 điểm, thầy làm sai hai câu rồi mà ông thầy sao lại chấm được 9 điểm. Chắc có gì đó thầy tính sai đây ha. Nhưng mà cái sai đó thì có bao giờ mình bộc lộ cho thầy biết không? Chắc là ít ạ. Ha, ít. Rồi. Xung đột về điểm số, xung đột về quan điểm, xung đột về thời gian, đúng không? Chẳng hạn ngày hôm nay em có một việc rất là quan trọng, em đi trễ một chút xíu và em cũng không thích hát ngày hôm nay nhưng mà thầy lại gọi em hát chẳng hạn. Như vậy nó có dẫn đến xung đột không hả Long? Dạ sao thầy? Ngày hôm nay là một ngày em có việc gì đó hệ trọng đầu giờ sáng, nó khiến cho em vào trễ 7 phút mà thầy lại yêu cầu em hát và hôm nay có thể em lại không muốn hát, thì điều đó có dẫn đến xung đột giữa thầy và em không? Dạ, đối với em thì là không thầy, tại vì đó là một tâm lý bình thường của dạ. À, thầy cũng nhớ là trong cái buổi học nào đó Long đã nói rằng chúng ta áp dụng lý thuyết điều kiện đúng không? À, đó là củng cố tiêu cực bằng cách làm sao ạ? Đi học trễ mà không cho hát đúng không Long? Cho nên là dạ. Đi học trễ mà không cho hát thì mới là hình phạt. Còn đi học trễ mà được hát thì đó là phần thưởng đúng không em? Dạ đúng rồi thầy. À, ok, đúng rồi, cho nên là xung đột nó sẽ không thể xảy ra. À, Phát có như vậy không Phát? Dạ, em cũng như vậy ạ. À vậy hả? Nhưng mà có vẻ em phải suy nghĩ 3 giây ấy Phát. Cho nên đến cái buổi mà giao tiếp kinh ngôn ngữ thì thầy sẽ trao đổi.
Chúng ta gật đầu đồng ý, nhưng mà gật trong bao nhiêu lâu nó cũng quyết định cái ý nghĩa của thông điệp của mình. Chẳng hạn như bạn Long thì đúng rồi đó. Bạn Long, bạn ấy rất là hồ hởi, phấn khởi để đi học trễ được hát. Còn nếu chúng ta mà trả lời hơi trễ trễ như bạn Phát, có nghĩa là em bị hát đấy đúng không Phát? Có bị hát không? Dạ, chắc là được hát rồi. Được hát à? Ok, ok. Rồi. Trước khi vào cái chương này, thầy sẽ có một câu chuyện. Và chúng ta đã thấy câu chuyện này ở bậc học thấp hơn rất thầy nhiều. Thầy ơi, hình như em không nghe tiếng của thầy. Thế á? Thầy sẽ nào. Alo, Phát nghe được không em? Dạ, nghe bình thường đó thầy. Thế á? Thầy cũng đã để âm lượng cũng như mọi ngày mà. Long nghe được chưa em? Dạ, được rồi thầy ơi. Ok, cảm ơn em. Rồi. Ta quay trở vào cái bài ngày hôm nay. Và trước khi vào cái nội dung thì thầy sẽ đến với một câu chuyện rất là quen thuộc. Câu chuyện hai con dê qua cầu. Câu chuyện này có thể bạn đã từng được nghe với cái phiên bản có thể khác nhau, nhưng nội dung chính thầy còn nhớ là ngày học rất là nhỏ, khoảng 5-6 tuổi, lớp mầm, lớp lá gì đó. Và cô đã nói rằng nếu hai con mà tranh cãi với nhau cái món đồ chơi á, thì rất có thể miếng món đồ chơi đó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ bị gãy, nó sẽ bị hư và các con sẽ không được chơi trong ngày mai. Do đó bà cô nói rằng các con phải biết nhường nhịn với nhau. Và cô thường lấy câu chuyện hai con dê qua cầu để mà kể cho mấy đứa học trò nghe. Thì câu chuyện kể rằng hai con dê đến từ hai đầu cầu khác nhau, chúng muốn chuyển qua bãi cỏ đối diện. Thì con A và con B đều muốn lên cầu trước và không con nào nhường con nào. Và hai con này cùng tiến tới, cây cầu chỉ có khả năng đi được một con thôi ạ. Nhưng hai con đều tiến tới và chúng gặp nhau ở giữa cầu, không con nào chịu lùi bước. Thế là hai con dê cùng tiến tới. Kết quả của việc hai con dê cùng tiến tới khi cây cầu nó quá nhỏ khiến cho hai con dê này làm sao ạ? Nó đối đầu với nhau, nó húc nhau và nó rớt xuống cái dòng sông đó. Kết cục như thế nào thì bạn biết đó, nó sẽ tổn thương, thậm chí là có thể nó bị chết. Cho nên bà cô đưa ra tình huống đó để nói rằng các con phải biết nhường nhịn nha. Thì câu chuyện ngày hôm nay thầy cũng muốn kể về chuyện hai con dê. Nhưng hai con dê này thì nó hơi khác với hai con dê qua cầu. Hai con dê này trưởng thành rồi. Và chúng ta nhìn về cái đám cỏ hay là cái lợi ích trước mắt chúng. Hai con dê này cũng không hẳn là hai con dê. Nó đại diện cho hai con người của chúng ta. Cho nên thầy thêm một cái sợi dây vào cổ hai con dê này. Theo các bạn, hai con dê đi ngược chiều nhau nhưng chúng có một sợi dây buộc vào cổ con này chằng vào cổ con kia. Thì sợi dây đó, theo bạn, nó đại diện cho cái gì các bạn? Alo, theo các bạn thì sợi dây đại diện cho cái gì? Các bạn có thể giơ tay rồi phát biểu luôn ạ, tại vì thầy đang để chế độ full màn hình, không có nhìn thấy. Dạ là thể hiện cái sự liên kết của hai bạn này, kiểu hai bạn này có thể chung nhóm. Thể hiện ra cái sự tương tác gì đó. Đúng không? Ok, cảm ơn em. Rồi. Theo các bạn khác, sợi dây này có thể hiện ra cái gì ạ? Rồi, ý của bạn Long tương đối ổn rồi phải không ạ? Chúng ta có sợi dây buộc vào nhau, nó có thể là hữu hình, nó có thể là vô hình. Sợi dây này chính là mối quan hệ của chúng ta trong quá trình làm việc với nhau. Cho thầy hỏi là giữa thầy với Long có cái sợi dây đó không Long? Dạ có. Giữa Long với cả Phát có sợi dây đó không? Dạ có. Và Long với cái thành viên khác trong lớp em nghĩ là có sợi dây không? Dạ cũng có. Đúng rồi. Long mà hát hay đúng không? Trả lời câu hỏi xuất sắc, cởi mở với mọi người thì chúng ta sẽ có một bầu không khí học tập tốt. Và học tập đó sẽ mang lại cái hiệu suất tốt cho lớp chúng ta, mối quan hệ tốt với giảng viên. Và thầy thấy là ban cán sự lớp này là rất là tích cực, làm việc rất là trách nhiệm. Thầy nghĩ là có. Nhưng bây giờ cho thầy hỏi là Long với những người đang ở, em đang ở đâu Long nhỉ? Dạ em đang ở nhà thầy. Nhà em ở tỉnh nào? Dạ Kiên Giang. Cho thầy hỏi Long, những cái người đang ở Sài Gòn này không có mối quan hệ huyết thống hay là họ hàng gì với em, theo em những người đang ở Sài Gòn này có mối quan hệ với em không, có sợi dây với em không? Những người bạn ở Sài Gòn hay là những người dân không. Sài Gòn, những người mà không phải bạn em cũng chẳng phải người thân của em, thì theo em những người đó và em có sợi dây không? Em nghĩ là nếu mà hiện tại thì chưa, nhưng mà em nghĩ tương lai nếu mà có gặp gỡ thì sẽ là có. Ok. Cho thầy hỏi Phát, những người ở Sài Gòn, xin hỏi là những người ở không phải địa phương của em
nhưng họ họ có hay không sợi dây với em Phan? Đối với em thì chắc là không có. Không có à? Rồi, ok, theo các bạn những người mà chúng ta không có họ hàng, không có mối quan hệ trong vấn đề huyết thống gì đó thì có sợi dây của chúng ta không? Chẳng hạn một bạn đang ở ngoài Kiên Giang và những người đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh này không có họ hàng gì cả thì có sợi dây không? Có sợi dây không các bạn? Minh Đức, Đức Minh. Dạ sao em nghĩ là có thầy. Dạ sợi dây là gì đấy? Những người ở Sài Gòn hay là ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là nằm trong đất nước Việt Nam, cũng là con người Việt Nam, nên em nghĩ là cũng có cái sợi dây đó, là đều cùng là người Việt Nam. Sợi dây là cùng người Việt Nam hả? Rồi. Theo em thì hành vi hoặc là cách ứng xử của những con người ở Việt Nam này có bị ảnh hưởng đến em không? Chẳng dụng, mặc dù em chẳng có họ hàng gì cả, có không à? Minh? Dạ em nghĩ là cũng có, phần nào cũng có. Dạ nếu mà ví dụ như ở ví dụ như ở những người xung quanh em, mặc dù không có phải bà con hay là bạn bè gì hết, nhưng mà nếu mà họ cư xử xấu, họ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Dạ em nghĩ vậy. Dạ cảm ơn em. Chúng ta nếu hiểu rộng ra thì không nhất thiết phải là người Việt Nam ạ. Có thể đến từ các quốc gia khác trên thế giới này, màu da sắc tộc có thể khác nhau, nhưng nếu như hành động của họ mà có tác động đến chúng ta thì dường như là họ có cái sợi dây với chúng ta đó. Tại sao khi đến một quốc gia khác mà họ lại phải lo bảo vệ môi trường, mặc dù đó không phải là quê hương của họ? Rồi là những người Việt Nam ở nước ngoài thì chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ gì với họ, nhưng nếu hành động của họ tốt, được thế giới vinh danh, thì chúng ta đi du lịch thì họ nói là người Việt Nam tuyệt vời. Nhưng nếu hành vi của họ xấu xí thì người ta rất là e dè khi biết chúng ta là người Việt Nam, mặc dù chúng ta chưa hề làm điều gì xấu. Vậy thì sợi dây này các bạn ạ, trong cái thế giới mở như hiện nay, mỗi con người của chúng ta đều có cái sợi dây này. Tất cả đều có cái sợi dây này. Nhá. Sợi dây này thể hiện mối quan hệ với chúng ta, có thể là họ hàng, có thể là anh chị em, nó hữu hình, dễ nhìn. Nhưng sợi dây này cũng có thể vô hình, bởi vì những con người mà chúng ta không có mối quan hệ huyết thống ấy, nhưng hành vi của họ có thể khiến chúng ta tốt lên, cũng có thể khiến chúng ta xấu đi. Chẳng hạn một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đi ạ, chúng ta thấy là họ hành xử như thế nào? Nếu họ hành xử có trách nhiệm, tuân thủ những quy định về 5K và khiến cho dịch ở thành phố Hồ Chí Minh đỡ đi, thì thầy trò mình có thể gặp nhau ở trên giảng đường. Nhưng nếu chúng ta thấy những con người không có trách nhiệm, họ tiếp tục làm sao ạ? Họ tiếp tục giao tiếp với nhau theo một cách không an toàn, dịch này sẽ kéo dài và có thể đến năm 2022 thầy trò mình cũng không quay trở lại được giảng đường. Vậy thì họ có tác động đến chúng ta không? Có. Trong một thế giới mở hiện nay thì có. Và nếu như họ xác định được thì họ sẽ hành xử có trách nhiệm. Còn nếu họ hành xử một cách rất là thoải mái, tự do, quên đi cái sợi dây trên cổ ấy ạ, nó sẽ kéo căng cái sợi dây này ra và khiến chúng ta làm sao ạ? Lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và cái sự nỗ lực của họ khi họ không quan tâm đến người xung quanh khiến cái sợi dây này nó có thể bị đứt, hoặc nó có thể thiết vào chính cổ của họ, khiến cho hai con dê này làm sao ạ? Nó có thể gục ngã trước cái đám cỏ đại diện cho lợi ích của chúng. Nhưng rất may mắn, trong cái thời khắc nguy khốn như vậy thì hai con dê này đại diện cho hai con người, cho nên nó tỉnh táo, nó đã quyết định ngồi lại với nhau. Và khi nó ngồi lại với nhau thì cái kỹ năng đàm phán, thương lượng hay đánh giá mục tiêu nào đó nó sẽ dễ dàng hơn. Nha. Và chúng hiểu rằng để có thể đáp ứng được nhu cầu của mỗi bên, chúng sẽ làm gì? Chúng sẽ nhìn về một hướng, cùng thực hiện một mục tiêu. Chúng ta gắn kết với nhau để làm thế nào đạt được mục tiêu của mình, nhưng đồng thời không có ảnh hưởng đến những người khác. Hoặc là thậm chí chúng ta đồng lòng cùng những người khác đạt được mục tiêu. Đó là câu chuyện về hai con dê. Chúng ta nhớ là con người của chúng ta trong xã hội này, ai ai chúng ta cũng có cái sợi dây hết. Nó có thể là hữu hình, nhưng nó có thể là vô hình. Chúng ta hành xử có trách nhiệm, xã hội này sẽ tốt lên. Chúng ta hành xử không có trách nhiệm, xã hội này sẽ xấu đi. Bạn là một trong vài chục ngàn sinh viên UiH trong thời điểm hiện tại. Hành vi của bạn, bạn nói rằng em chỉ là một hạt cát thôi, không có. Hành vi của bạn tốt, người ta sẽ làm sao ạ? Người ta sẽ ngày càng đánh giá UiH tốt lên. Và nếu UiH tốt lên thì mình là UiH, mình sẽ có cái ảnh hưởng, tác động tích cực. Nhưng nếu hành vi của một người thôi ạ, xấu xí,
lên báo, và họ gắn gắn với cái thương hiệu của chúng ta là một sinh viên UEH có hành vi không tốt chẳng hạn. Thế thì UEH cảm thấy cũng bị tổn thương, bởi vì đánh giá của thị trường nó sẽ giảm đi phần nào. Chúng ta nhớ, chúng ta đều có sợi dây với nhau, hành xử có trách nhiệm nhé. Vậy xung đột là gì? Chúng ta cảm nhận được quyền lợi của chúng ta bị chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực thì đó chính là xung đột. Thì đó chính là xung đột. Yeah. Về quan điểm truyền thống thì chúng ta nghĩ rằng cái xung đột là xấu. Xung đột là xấu. Và họ tin rằng tất cả xung đột đều phải né tránh. Tại sao? Người ta cho rằng nguyên nhân của nó đến từ sự nghèo nàn của thông tin, thiếu sự cởi mở hoặc thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu của nhân viên. Thì đối với một tổ chức, bạn thấy đó, nếu quan điểm truyền thống được tiếp cận, thế thì xu hướng là người lãnh đạo sẽ không cho xung đột đó phát ra. Không cho xung đột đó phát ra. Tuy nhiên, có quan điểm thứ hai, quan điểm về mối quan hệ con người, thì họ tin rằng xung đột là kết quả tự nhiên và không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi. Chẳng hạn giữa thầy và trò, giữa con cái và cha mẹ, giữa anh chị em ruột thịt trong gia đình, đôi khi lại là những đối tượng có xung đột nhiều hơn là chúng ta với hàng xóm, chúng ta với những người thầy cô không giảng chúng ta. Thì chúng ta hiểu đó chính là do mối quan hệ. Người con gái đi lấy chồng có xung đột với bà mẹ chồng, chứ không phải xung đột với bà hàng xóm. Bởi vì sao? Giữa cô con gái đó và bà mẹ chồng có một cái mối liên hệ chung, đó là anh chồng hoặc là con trai đó. Cho nên họ bắt đầu có những xung đột, có những va chạm. Và quan điểm thứ ba là quan hệ tương tác. Họ cho rằng xung đột không chỉ lúc nào cũng là xấu, né tránh, mà xung đột nó còn mang ý nghĩa tích cực. Và từ quan điểm này, nó bắt đầu đưa ra hai cái loại xung đột khác nhau, đó là xung đột chức năng và xung đột phi chức năng. Xung đột chức năng thì là xung đột hỗ trợ nhiệm vụ của nhóm và cải thiện kết quả thực hiện. Còn xung đột phi chức năng là xung đột cản trở kết quả thực hiện của nhóm. Bây giờ thầy sẽ cộng điểm cho các bạn. Mỗi bạn sẽ lấy dùm cho thầy một xung đột chức năng và một xung đột phi chức năng mà bạn biết, có thể lấy ở trong chính lớp chúng ta hoặc là trong cuộc sống. Cái xung đột nào là xung đột chức năng, cái xung đột nào là xung đột phi chức năng. Thầy cho các bạn trong vòng khoảng 4 phút suy nghĩ và viết ra. Mỗi bạn sẽ ghi là xung đột chức năng, hai chấm, đó là xung đột nào. Xung đột phi chức năng là xung đột nào. Xong đó là chúng ta sẽ làm gì ạ? Sẽ phân tích thử xem nó có phù hợp với nhận định của mình không. Và tất cả các bạn mà có cái bình luận như vậy, cái text box bên tay phải, thầy sẽ cho các bạn điểm cộng hết ạ. Thầy sẽ nhờ lớp trưởng, nhờ bạn Long ghi nhận ở trong buổi số 7 hôm nay. Chúng ta có tham gia học và có tương tác. Đây, mỗi bạn lấy một ví dụ về xung đột chức năng cộng với một xung đột phi chức năng. Trong vòng 4 phút, bây giờ là 7:54, 7:58 thầy sẽ chốt nhé. Rồi, ok. Mình cố gắng viết thành chung một dòng ấy, Huy Hiền, để cho nó đỡ bị nhảy á. Hãy cho 4. À, 7:58 là ta sẽ chốt nha các bạn. Để cộng điểm luôn ạ.
Alo Long ơi. Long ơi. Long có đây không em? Em nghe thầy ạ. Long ơi, em toàn bộ các bạn mà có đánh tích ở bên trong tech box này này, em sẽ cộng điểm cho thầy. Bi sao trễ vậy Bi? Bi thì trễ những 4 phút rồi Bi. Những cái user của các bạn này, em có thấy cái user nào mà em không biết không? Thì em correct lại các bạn mình nhé, tại vì không hẳn là các bạn đặt đúng tên đâu. Long Long, em copy. Đây còn thầy ạ. Là sao thầy? Em copy lại cái nội này để có minh chứng nhá. Rồi em cho thầy một cái dạ, cột cộng điểm 17. Được chưa em? Dạ. Cảm ơn em. Rồi trong ngày hôm nay có gì em gửi cho thầy sao cũng được. Dạ quan nhà em chưa hiểu là lại em. Dạ dạ. Ủa là thầy ơi, em chỉ cần ghi lại, ủa em chỉ cần chụp màn hình lại là với lại cộng mỗi bạn một điểm là đúng không thầy? Không có, em tích vào cái file Excel của em á, rồi em gửi cho thầy để thầy biết là đến cuối buổi cuối hôm thì thầy tổng kết lại xem các bạn được cộng bao nhiêu nhá. Dạ rồi, ok. Ok, trong file Excel danh sách lớp á, em tích vào buổi 7 là danh sách cộng điểm buổi 7, những con nào có tên đều được hết rồi. Dạ đúng rồi, em có cái file Excel rồi, chỉ có em với thầy có link thôi. Là... Ok, ok. Dạ. Dạ. Sau này em còn đối chiếu với cái điểm cộng của thầy luôn đấy chứ. Dạ. Dạ ok. Thủy Tiên cũng vậy, sao mà gõ trễ thế, hay bây giờ mới vô không biết là Tiên. Hay là ca sĩ của lớp đây Tiên. Rồi. Xung đột phi chức năng. Sao Thủy Tiên mà lại hai xung đột phi chức năng về Tiên? Tiên ơi. Lộn, bây giờ làm lại là cái nào là chức năng, cái nào là phi chức năng hả Tiên? Dạ, cái ở trên là chức năng, ở dưới là phi chức năng thầy. Có phải hôm nay em là ca sĩ khách mời không Thủy Tiên? Dạ không. Thì sao em trễ mất 5 phút rồi? Ủa, 5 phút gì? 7 giờ 4:58 là phải nộp rồi, mà em 8:03 em mới nộp nè. Nhà em bị lắc thầy ơi, mạng lắc quá. Nãy giờ em tính nói không có được đó thầy. Ok. Xung đột chức năng là gì? Là những xung đột khiến cho tổ chức tốt lên, đúng không ạ? Gắn bó hơn. Thế vậy thì những cái xung đột chẳng hạn như là nhóm thuyết trình, các bạn cùng tranh luận về một đề tài giống như là của bạn Bi kìa. Thì nó sẽ phù hợp. Nhá. Chúng ta tranh luận về vấn đề công việc để làm thế nào công việc nó tốt lên. Còn xung đột phi chức năng nó khiến cho tổ chức của chúng ta chia rẽ và nó khiến cho tổ chức của chúng ta có hiệu quả đi xuống. Ví dụ như những vấn đề về cá nhân. Chẳng hạn như người này nói xấu người kia, tranh cãi với nhau về mặt cá nhân, tranh cãi nhau về mặt giá trị của hai người. Chẳng hạn bạn theo Phật giáo, một bạn khác thì theo Công giáo chẳng hạn. Nếu mà chúng ta tranh luận về giá trị của hai tôn giáo này, rất có thể hai người này sẽ đưa đến cái xung đột là phi chức năng. Bởi vì chúng ta theo tôn giáo nào thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy cái điểm phù hợp của tôn giáo đó ta mới theo. Cho nên nếu mà xung đột về những cái về cá nhân như vậy thì thường nó dẫn tới là xung đột phi chức năng. Chẳng hạn tôi không đồng ý với quan điểm của bạn, thế là dẫn đến xung đột chức năng. Nhưng tôi không đồng ý với bạn thì có thể dẫn đến xung đột phi chức năng. Nhớ các bạn. Bởi vì sao? Quan điểm đó thì chúng ta có thể tranh luận. Nhưng con người tôi mà bạn không đồng ý thì làm sao mà chơi với nhau được nữa. Cho nên chúng ta đặt cái câu tiêu đề nó có thể ảnh hưởng đến loại xung đột hướng tới. Ví dụ trong cuộc họp, tôi không đồng ý với quan điểm của anh. Thế thì chúng ta sẽ tranh luận về quan điểm. Nhưng tôi không đồng ý với anh này. Thế thì bạn thấy là xung đột phi chức năng nó sẽ xảy ra đó. Nhá. Ok. Thầy nghĩ là về cơ bản chúng ta có hiểu rồi ạ. Cơ bản chúng ta hiểu. Ô của Phương, em làm có một cái xung đột phi chức năng à? Đây, nó nhảy nè. Ok, thấy rồi ạ. Bạn này lớp mình đúng không ở Long? Dạ đúng rồi thầy. Ngọc Châu phải không Phát? Dạ Châu Ngọc á thầy. Châu Ngọc à?
Ok. Dạ. Yeah. Ok. Rồi, chúng ta hiểu về cái xung đột chức năng, phi chức năng được rồi. Chúng ta quay trở lại. Chúng ta quay trở lại bài. Châu Ngọc mới vào lớp phải không em? Dạ, hồi hôm qua em có xin thầy là cho sáng nay em đi tiêm vaccine, nhưng mà hôm nay lên thì người ta bảo là tạm thời hết vaccine rồi nên là em mới về. Thầy em hôm qua có xin phép rồi, cảm ơn em. Dạ vâng. Long ơi, Long có đây không em? Long đi công tác rồi ạ? Rồi, trường hợp của Châu Ngọc thì mới có bài cộng điểm với Châu Ngọc, thầy ghi xuống lại. Rồi. Chúng ta quay trở lại với chương số 6. Xung đột chức năng là những xung đột hỗ trợ nhiệm vụ. Do đó nếu chúng ta tranh luận về một chủ đề nào đó thì nó sẽ hướng tới xung đột chức năng. Còn nếu chúng ta tranh luận về giá trị cá nhân thì nó sẽ thường là xung đột phi chức năng. Hoặc là nói xấu bản thân người khác các bạn. Chúng ta nói xấu ai đó thì thường là dẫn tới xung đột phi chức năng. Cái tội nhiều chuyện đó. Nhàn cư vi bất thiện đó là cái đặc điểm của những người mà sao ạ? Dễ có xung đột phi chức năng đó. Về quá trình xung đột thì nó có 5 quá trình cơ bản, 5 quá trình. Quá trình thứ nhất là xác định nguyên nhân. Chúng ta thử xem tại sao có xung đột xảy ra. Nguyên nhân. Quá trình thứ hai là liên quan đến nhận thức và cá nhân hóa. Thì cái nguyên nhân đó nó có dẫn đến xung đột hay không là do nhận thức của mỗi người. Và giai đoạn thứ ba là cái ý định xử lý của chúng ta. Chúng ta định xử lý như thế nào. Giai đoạn thứ tư là nó bộc lộ ra về mặt hành vi. Và giai đoạn thứ năm là chúng ta là người thu nhận kết quả. Thì đối với giai đoạn đầu tiên, xung đột tại sao lại xảy ra? Thì nguyên nhân lớn nhất, phổ biến nhất, đó là liên quan đến vấn đề giao tiếp. Giao tiếp. Chẳng hạn cùng là một câu nói, nhưng mà tôi đồng ý với quan điểm này, thì chúng ta sẽ tranh luận về quan điểm, hoặc là tôi không đồng ý với quan điểm này, tranh luận về quan điểm thôi. Nhưng mà chúng ta nói luôn là tôi không đồng ý với anh này, quan điểm của anh này là không được. Chúng ta gắn con người với cái vấn đề đó, thì nó sẽ gắn đấy là gì? Xung đột. Cho nên, khó hiểu, hiểu sai hay tác nhân gây nhiễu. Trong cái bài góp ý của các đảng viên cuối năm là có ưu nhược điểm như thế nào thì thông thường chúng ta thấy là góp ý chủ yếu liên quan đến vấn đề giao tiếp. Giao tiếp. Thứ hai là về cơ cấu. Chẳng hạn như là một tổ chức có một ông sếp về hưu và có 3 ông phó. Ông nào cũng muốn mình được nắm cái vị trí quản lý cao nhất của cái tổ chức đó. Thế thì vì cơ cấu nó có thể liên quan đến cái vấn đề xung đột nổ ra đấy. 3 ông sẽ có cuộc cạnh tranh với nhau. Quy mô và mức độ chuyên môn hóa công việc. Chuyên môn hóa là như thế nào? Chổi to, chổi nhỏ, chổi to bà quét chân kho, sân to ấy còn chổi nhỏ để cháu chăm lo quét nhà. Thì bạn thấy cái mức độ chuyên môn hóa là như thế nào? Thì họ đã phân công rất là rõ ràng việc của người này làm ở chỗ này, việc người kia làm ở chỗ kia thì nó sẽ không bị chồng chéo. Nhưng nếu mà chúng ta không có sự chuyên môn hóa công việc, người này lấn sân người kia thì tranh luận hoặc là xung đột dễ dàng xảy ra. Tính rõ ràng pháp lý thấp, làm được cái này được hay không được? Nếu công ty không quy định thì cuối năm nếu mà lính mà biếu trưởng phòng một cái mai 10 triệu đi ạ, ông ấy nhận, ông bảo đây là tình cảm, nhưng mà cũng có thể ông bị quy tội là nhận hối lộ. Vậy thì nếu chúng ta không quy định là giá trị bao nhiêu thì được nhận và quy ra giá trị bằng tiền, vậy thì nếu một cây mai mà người ta trồng nhưng mà giá trị trên thị trường là 10 triệu đồng, nếu chúng ta quy định là một món quà có giá trị từ 200.000 đồng trở lên là không được phép nhận vì nó vi phạm về cái sự liêm chính của nhân viên trong tổ chức, thì người ta sẽ biết người ta từ chối, bởi vì người ta sẽ tự đánh giá được cây mai này chắc chắn là hơn 200.000, và hơn 200.000 thì mình dính cái tội là nhận hối lộ mất rồi. Tính rõ ràng pháp lý thấp nó có thể dẫn đến xung đột. Về mục tiêu không tương thích thì ví dụ như bạn vào một nhóm đi ạ, và bạn thấy đó, tôi là muốn điểm cao nhưng bạn kia bảo chỉ cần độc lạ là được thôi, thế thì mục tiêu này nó có thể dẫn tới xung đột. Muốn điểm cao thì có thể là chúng ta phải có gì sáng tạo, nhưng mà nó phải không kém phần an toàn. Nhưng cái gì độc lạ thì chỉ cần làm sao ạ, sáng tạo mới là được rồi. Bất chấp cái cảm nhận của người khác, miễn là mình thấy nó mới lạ là được rồi. Về phong cách lãnh đạo thì chẳng hạn người độc đoán, người dân chủ, người tự do, nó cũng có thể tác động đến mức độ xung đột của trong một tổ chức. Chẳng hạn như là người dân chủ và người tự do đi ạ. Thế thì giai đoạn đầu rất ít khi xung đột. Rất ít xung đột. Bởi vì sao? Bởi vì người ta được phép nói ra quan điểm của mình.
Nhưng nếu mà chúng ta dân chủ một cách thái quá, chuyển qua tự do, thì giai đoạn sau khi nhận kết quả xung đột lại nổ ra. Bởi vì đấy, tôi nào bảo làm như thế này mà không chịu nghe lời và làm theo cách kia thì kết quả cuối cùng là gì? Là điểm thấp, ví dụ như vậy. Thì cuối cùng là sẽ xung đột. Trong khi đó, phong cách lãnh đạo độc đoán thì tạo ra cái áp lực ban đầu rất là khó khăn, khó chịu cho mọi người. Nhưng về lâu dài thì nếu đã độc đoán rồi thì người ta sẽ là người chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm, tôi bảo các anh chị làm như thế này và tôi là người chịu trách nhiệm. Đó là quyết đoán của một ông lãnh đạo thường theo phong cách độc đoán đó. Hệ thống khen thưởng thắng thua, chẳng hạn như là một phòng kinh doanh có 10 người đi ạ, thì họ chỉ khen thưởng cho người đạt cái chỉ số kinh doanh cao nhất. Vậy thì cái người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư nỗ lực rất là cao nhưng mà thua người thứ nhất có chút xíu thôi à. À, tự nhiên được làm vua mà thua thì làm giặc đó, thì bạn thấy là cái này là họ cũng cạnh tranh quyết liệt. À, hỗ trợ nhau cũng ít xảy ra. Bởi vì chỉ cần hơn chút xíu thôi thì là thành công, còn lại là thất bại. À. Và cuối cùng là các biến cá nhân. Trong các cái loại xung đột này thì xung đột nào dễ dẫn đến phi chức năng nhất thì nó liên quan đến các biến cá nhân. Chẳng hạn khác biệt về hệ thống giá trị. Tôi là người cho rằng luật pháp là quan trọng, còn bạn cho rằng luật pháp là phải linh hoạt. Vậy thì cùng một tình huống, đứng trước đèn đỏ, không có người nào ở các con đường ở phía đối diện cũng như là giao lộ, thì tôi quyết định đi hay ở nếu tôi có một công việc gấp. Thì người theo cái giá trị về luật pháp, người ta sẽ dừng lại. Người ta bật đèn đỏ là phải dừng lại. Nhưng người theo cái quan điểm về sự linh hoạt và giá trị kinh tế, thế thì họ có thể là vượt đèn đỏ, bởi vì ở đây an toàn và tôi đang có một công việc gấp. À, vậy thì hai người đó mà nói chuyện với nhau thì khả năng là xung đột dễ xảy ra đó. Ở tính cách nữa, chẳng hạn như là thầy cứ gọi em phát biểu trong khi em là người hướng nội đi ạ, em không muốn trao đổi, không muốn chia sẻ nhiều, vậy thì điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của thầy trò và xung đột có thể xảy ra. Giai đoạn thứ hai là chúng ta nhận thức xung đột. Khi chúng ta nhận thức về xung đột với cảm xúc tiêu cực thì xung đột chắc chắn nó xảy ra rồi, đúng không? Chẳng hạn bạn góp ý kiến của một ông thầy mà trong ngày đó là thầy rất là chán, là buồn, thì thầy sẽ quy chụp là bạn phản đối tôi, phải không? Nhưng nếu hôm đó thầy rất là vui vẻ, thầy rất là mong các bạn phản biện để chúng ta có một bài giảng thú vị chẳng hạn, thì cảm xúc tích cực thì những cái em mà tranh luận với thầy hôm đó sẽ được cộng điểm. Còn nếu hôm đó mà cảm xúc tiêu cực thì rất có thể những em đó sẽ được ghi vào là cãi thầy chẳng hạn. Vậy thì nhận thức nó có thể ảnh hưởng đến xung đột có xảy ra hay không có thể xảy ra. À, có thể xảy ra. Và nếu mà bạn cứ cho rằng cái người giàu là người tốt ấy, xinh đẹp là người tốt, còn cái người mà nghèo là người xấu chẳng hạn, thì dễ chúng ta cũng có cái cảm nhận về cái xung đột đó, nó theo chiều hướng là nhanh diễn ra với những người mà chúng ta cho là nghèo và ít diễn ra nếu chúng ta cho là người giàu. Câu chuyện xảy ra tại một khu phố như này các bạn. Không biết là khu nhà bạn có thường tổ chức tất niên vào cuối năm và tất niên vào đầu năm hay không. Câu chuyện diễn ra ở một khu phố như này ạ. Đó là có một ông hàng xóm rất là tốt tính nhá. Kế nhà ông ấy là một anh doanh nhân rất là giàu có, nhưng mà bên tay trái của ông ấy thì lại là một cái anh lao động chân tay khá là nghèo. Thì cuối năm thì ông ấy có cái thông lệ là hay mời hàng xóm về nhà ông ấy ăn bữa tất niên. Ông ấy tổ chức và ông rất là tốt tính cho nên mọi người rất là nhiệt tình. Thì vào ngày 28 Tết thì ông ấy tổ chức tất niên. Thì lúc này cái anh lao động chân tay anh ấy đã nghỉ à? Bởi vì công trường là nghỉ rồi. Thế là anh ta sang khá là sớm. Và với những món ăn rất là ngon của nhà ông này thì anh ta ăn rất là nhiệt tình từ đầu đến cuối. Trong khi đó, cái anh hàng xóm là doanh nhân kìa. Cuối năm anh ấy phải đi quà cáp rồi là công nợ này kia cho nên là anh ta đến khá là trễ. Và anh ta đã ăn với đối tác rồi cho nên anh ta ăn rất là cập chừng, ít thôi, ăn chút xíu, chủ yếu nói chuyện. Thế là hôm sau thì bà vợ của anh công nhân này mới nhận được một lời nói chuyện của một bà hàng xóm, nói rằng tôi nghe đồn là ông xã nhà chị sang ăn tất niên gì đó, ăn nhiệt tình quá, ăn cứ như là người bỏ đói sao, bị bỏ đói sao ấy. Ăn nhiều, ăn từ đầu đến cuối. Trong khi đó cái anh doanh nhân thì anh ấy sang anh ấy ăn thì anh ấy rất là chừng mực, đúng không ạ? Rất là chừng mực. Có nghĩa là cái người lao động chân tay á là cần phải rút kinh nghiệm, lần sau ăn uống như là từ tốn một chút, chỉ ăn như thế người ta lại bảo là giống như là mình bị đói ăn đấy, đúng không? Thế là bà vợ cũng tâm sự với anh chồng, lần sau anh đi ăn uống ở nhà anh hàng xóm thì anh lưu ý giùm em, nhà mình nghèo thì nghèo thật nhưng mà đừng để người ta đánh giá là nhà mình thiếu ăn,
anh không hay. Thế là anh chồng cũng gật gù nói rằng anh đã rút kinh nghiệm. Đến mùng 6 Tết. Đến mùng 6 Tết. Thì anh lại mời hai người này đến nhà mình làm gì ạ? Làm tân niên, chào năm mới. Thế lúc này cái ông công nhân ông mới nghe lời bà vợ, à, ăn uống thì rất là từ tốn, ông ấy sang thì đúng giờ chứ không sang sớm nữa. À, ông ấy ăn chút xíu à, mỗi món ông ăn chút xíu thôi. Em rất cầm chừng. Trong khi đó cái ông doanh nhân này mùng 6 ấy, ông ấy chưa có đi làm, ông ấy sang từ sớm. Ở trong cái bữa ăn đầu năm ấy, ông lại ăn rất là nhiệt tình. À, rất là nhiệt tình. Thế là hôm sau bà vợ anh công nhân cũng lại nghe được một tin đồn. Nha, là người ta nói rằng ông xã như mình á, sang đó ăn thì chọc đĩa này chọc đĩa kia, ăn uống thì cầm chừng, ra vẻ như là món ăn không được ngon lắm hay sao ấy. Thành ra là ăn uống không có nhiệt tình. Trong khi ông doanh nhân không, ông ấy ăn sơn hào hải vị, nhưng ông sang ông ăn rất là nhiệt tình. Ông ấy thể hiện sự quý trọng đối với bữa ăn của nhà hàng xóm, chứ không giống như ông này sang cái chọc cái này một ít, chọc cái kia một ít. À, thế thì bây giờ vấn đề là như thế nào? Trước năm mới, tất niên thì ông ấy ăn rất là cầm chừng, thì nói rằng ông ăn rất là nhiệt tình, thì nói ông ấy ăn như là người chết đói. Qua năm mới, ông ấy ăn ít thôi, không nhiệt tình như năm cũ, thì lại bảo ông ấy làm gì ạ? Coi thường, ông ấy chê thức ăn dở này kia. Người giàu thì ăn rất là nhiệt tình, không có chê cái gì hết á. Vậy thì cuối cùng, rất có thể cái cảm xúc tích cực nó liên quan đến gì ạ? Vị thế của hai con người này. Họ đã có cái nhận thức về người giàu là tốt, là chuẩn mực. Vậy thì anh ta làm như thế nào có thể cũng bị nhận thức là tốt. Còn là cái anh mà nghèo thì có thể là gắn liền với đặc tính không tốt chẳng hạn. Vậy con người của chúng ta nhận thức về xung đột có xu hướng cũng vậy đấy các bạn. Khi ta đã gắn cho ai đó là cái biệt danh là người khó ưa, khó chịu, thì câu nói, hành động của họ có thể dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Còn cái người nào mà chúng ta đánh giá là người tốt tính, người có uy tín trong xã hội, thì hành vi của người đó chúng ta thường cảm nhận rằng ồ, cái này không phải là chủ ý của họ, và cảm xúc tích cực nó sẽ dẫn đến cái gì ạ? Xung đột không xảy ra. Xung đột không xảy ra. Còn nếu mà xung đột đã xảy ra rồi thì ý định xử lý là bước thứ ba. Nó sẽ có những cái quyết định. Thứ nhất là quyết định về sự hợp tác. Ta cố gắng thỏa mãn những vấn đề liên quan đến đối tác. Hoặc là sự quyết đoán là cố gắng thỏa mãn những vấn đề liên quan đến một ai đó. Thì dựa vào sự hợp tác và quyết đoán, ta sẽ có 4, có 5 cái ý định xử lý. Ý định thứ nhất là cạnh tranh. Cạnh tranh. Cạnh tranh là gì? Là face to face, là đối đầu. Vậy thì khi chúng ta quyết định cạnh tranh với người nào đó, thì chúng ta hiểu là đây là chiến lược xử lý xung đột là thắng thua đấy các bạn. Được làm vua còn thua làm giặc đó. Cho nên là cạnh tranh thì đối đầu trực tiếp. Và khi đối đầu trực tiếp thì cá lớn có thể nuốt cá bé. Người có địa vị có thể là trừng phạt những người thấp cổ bé họng. Cho nên đã lựa chọn chiến lược cạnh tranh thì chúng ta phải xem xét nguồn lực của mình có phù hợp hay không. Một quốc gia nhỏ bé quyết định gì tuyên chiến với một quốc gia lớn là vì một lý do không đáng, thế thì họ sẽ làm sao đối đầu, và họ sẽ có thể bị tổn thương, họ sẽ có bị thua trận. Chúng ta thấy là hai con sư tử lao vào nhau. Một con sư tử thì làm sao ạ? Một con sư tử thì to lớn hơn, một con nhỏ hơn. Thì chúng ta dự đoán được kết cục đó. Đã làm sao nó đối đầu với nhau. Cho nên khi mà một con sư tử xuất hiện thì bạn thấy đó, những cái loài khác làm sao? Họ xác định cái vị thế của họ không thể cạnh tranh được một con sư tử, không có đối đầu. Thế nên thông thường nó dựa cái chiến lược là né tránh, bỏ chạy. Cái cách thức xử lý thứ hai là né tránh. Ta nghĩ rằng ồ, có một ai đó xử lý tốt hơn mình, và vấn đề này nó không có quan trọng với mình, nhưng quan trọng với người khác. Và mình có thể làm gì ạ? Né tránh nó đi. Né tránh nó đi. Hoặc là tổng lợi ích của chúng ta nhỏ hơn tổng chi phí nếu chúng ta quyết định đối đầu. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ. Trong kinh doanh cũng vậy các bạn. Nếu cái deal nào, nếu cái dự án nào mà chi phí thì nó quá lớn và khả năng thu hồi là không có, thì doanh nhân họ sẽ từ bỏ. Chẳng hạn như đầu tư vào Bitcoin đi ạ. Bitcoin rõ ràng cũng là một lĩnh vực mà nhiều doanh nhân họ cho rằng là phải né tránh. Chẳng hạn như nhà đầu tư rất là nổi tiếng Warren Buffett, thì ông ấy vẫn không đồng ý với cái tiền số, tiền ảo. Thực ra là không phải ảo, tiền kỹ thuật số. Tất nhiên là với những lo lắng của ông thì mình chia sẻ, nhưng cũng có tỷ phú, chẳng hạn như là tỷ phú mà giàu có nhất hiện nay là Elon Musk chẳng hạn, thì ông lại cổ vũ cho cái đồng tiền số.
các quốc gia chẳng hạn như Trung Quốc thì họ cấm rất là giữ cái tiền số này, nhưng có một quốc gia ở Nam Mỹ thì ông tổng thống ông lại rất là khuyến khích cái việc phát triển tiền số, chẳng hạn như là ông còn thành lập những cái máy ATM về Bitcoin chẳng hạn. Ông ấy muốn quốc gia của ông ấy trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận cái đồng Bitcoin trở thành một cái loại tiền tệ chính thức này. Đó. Vậy thì tùy vào mức độ xem xét cái được và cái mất, người ta sẽ chọn cái chiến lược né tránh nếu như tổng mất lớn hơn tổng cái được. Đó. Thỏa hiệp là như thế nào? Là mức độ quyết đoán vừa phải, mức độ hợp tác cũng vừa phải. Chúng ta sẵn sàng bớt đi một chút xíu để cho đối phương có lợi. Đó. Bớt đi một chút xíu. Bớt là như thế nào? Chẳng hạn như trong đàm phán trong kinh doanh, hoặc là kể cả đàm phán ở cấp độ quốc gia, thì chúng ta cũng sẵn sàng làm gì ạ? Chúng ta sẵn sàng bớt đi cái lợi ích. Hoặc là khi chúng ta ký cái hiệp định thương mại tự do về thuế quan với châu Âu đi ạ, EVFTA, thì chúng ta thấy cái thị trường muốn mở rộng ra thì chúng ta phải có những cái thỏa ước với cả châu Âu, là tôi sẵn sàng mở cửa cái thị trường về khoa học công nghệ và xe hơi để anh mở cửa cái thị trường về nông sản. Chúng ta làm thế nào đó để dòng sản phẩm của hai đối tượng Việt Nam và châu Âu có thể dễ dàng thâm nhập vào thị trường của đối tác hơn. Là chúng ta bỏ đi một số. Chẳng hạn Việt Nam cũng phải có những cam kết về cắt giảm thuế quan trong lĩnh vực xe hơi đấy các bạn, điện tử đó. Còn châu Âu thì đối với hàng gì ạ? Hàng nông sản của chúng ta, thủy hải sản của chúng ta, dệt may da giày của chúng ta thì họ cũng đồng ý mở cửa thị trường. Tức là họ sẽ hướng cho hàng hóa của Việt Nam dễ thâm nhập thông qua các chính sách về thuế thuận lợi cho hàng xuất xứ từ Việt Nam. Đó, sự thỏa hiệp. Tôi được cái này thì tôi sẽ đồng ý bỏ bớt một chút xíu. Vì cái sự mở rộng của thị trường công nghệ và xe hơi của châu Âu tại Việt Nam, tôi sẵn sàng mở cửa thị trường nông sản ở châu Âu cho Việt Nam xâm nhập vô. Còn sự hợp tác là như thế nào? Chẳng hạn như câu chuyện của Vingroup và Masan chẳng hạn. Trước đây là họ hợp tác trong các hệ thống siêu thị đó. Để làm gì ạ? Để họ tiêu thụ sản phẩm của Masan, đúng không? Và khi người tiêu dùng vào Vinmart thì người ta cũng có cái dòng sản phẩm đa dạng hơn để họ không đi sang các siêu thị khác nhỉ? Đó. Thế thì hợp tác là gì? Từ những giá trị mà chúng ta có, chúng ta cùng thiết lập với nhau. Trong quá trình làm bài hết môn thì chúng ta thi online, chúng ta cũng có thể hợp tác với nhau, đúng không? Có nhiều câu hỏi khó thì chúng ta có thể phân nhóm ra, mỗi nhóm làm một hai câu gì đó, sau đó chúng ta tổng hợp lại và lấy ý chính của nhau. Đó, chúng ta hợp tác, mỗi người là có cái lợi thế về nguồn lực khác nhau, do đó chúng ta có thể thực hiện cái chiến lược hợp tác. Và gần đây thì chẳng hạn như là Vinamilk quyết định hợp tác với Kinh Đô chẳng hạn để ra đời một số cái thương hiệu nước trái cây, phải không ạ? Đấy là sự hợp tác, mỗi người có một lợi thế khác nhau. Đó. Và cuối cùng là sự nhượng bộ. Nhượng bộ là gì? Tôi sẵn sàng nhường anh đi trước. Nhường anh đi trước. Ví dụ như là một người làm việc 5 năm rồi, anh ta rất là có cái mối quan tâm đến sự phát triển của các em sinh viên mới tốt nghiệp. Các em đó còn rất là thiếu kinh nghiệm chẳng hạn. Thế là khi mà những sinh viên mới tốt nghiệp về công ty anh ta làm thì anh ta hỗ trợ hết mình. Và đôi khi sinh viên làm sai, anh ta cũng không ghi vào nhật ký công việc là làm sai, mà anh ta chỉ bảo hướng dẫn tới nơi tới chốn. Thì cái sự nhượng bộ này đó là sự đầu tư ban đầu, đúng không? Vì một thế hệ tương lai hoặc là vì mối quan hệ lâu dài, cho nên họ sẵn sàng thỏa hiệp nhượng bộ. Đối với các bạn cũng tương tự như vậy nhé. Có những giai đoạn chúng ta thấy sự hợp tác là cao nhất, dường như chúng ta bỏ đi cái tôi của mình nhé. Ví dụ như là bây giờ Phát chẳng hạn, Phát có một cô bạn gái đang học trường đại học kinh tế, và bây giờ không phải là Phát đang là một sinh viên năm 2 nữa, mà Phát đi học đi làm rồi, mà có người yêu đang là sinh viên, và cô ấy cần phải Phát đưa đón đi học hàng ngày, và nhiều khi cô ấy cuối tuần hoặc là buổi tối cô vẫn đi học thêm. Tức là có hôm Phát đợi từ lúc 8:30 buổi tối á, theo lịch học là 8:30 mà cô ấy học xong rồi, nhưng mà có hôm Phát phải đợi đến 9:00 mà cô ấy vẫn không ra, vẫn chưa ra. Nha. Thì đi cho thầy hỏi Phát. Phát ơi, Phát có đây không Phát? Dạ có. Nhưng nếu mà theo lịch trình là 9:00 là cô ấy phải ra rồi. 8:30 9:00 cô ra rồi. Mà em đợi đến 9:00 vẫn không thấy có tín hiệu gì là cô ấy đã tan học cả, thì em có bỏ về không hay là như thế nào? Dạ chắc em vẫn sẽ chờ thầy. Rồi đến 9:10 em phát hiện ra có nhiều bạn học cùng lớp cô ấy đã ra khỏi cổng trường rồi mà cô ấy vẫn chưa ra. Em có chờ không em đi về?
Dạ, tới lúc đó rồi mình sẵn mình chờ luôn thầy. Rồi em gọi điện em đang làm gì thì bảo là em đang thảo luận nhóm. À, hiện nay nhóm của em còn đang làm việc chưa xong đâu, cứ chờ đi. Hỏi mấy giờ xong mà cũng chưa biết khi nào xong, em còn chờ không Phát? Dạ chắc lúc đó em vô luôn với người yêu của em. Vô luôn với người yêu em hả? À? Nhưng mà dạ. Em muốn lên thang máy nên em phải có thẻ sinh viên. Rồi em không thể lên được, em vẫn phải ở dưới. Chắc lúc đó là em kêu người yêu của em là khi nào về thì báo cho em để em ra đón. Ra đón là em chạy về luôn đấy hả? Dạ chắc lúc đó là em đi về. À, từ cái nhà em cho tới cái ngôi trường đó là khoảng cách là khoảng 12 km đấy, em có về không? Vậy chắc em ghé qua quán cà phê nào đó em ngồi đợi. Rồi 10 phút nữa cô ấy vẫn chưa ra, em có về không hay ngồi tiếp? À... 9:30 rồi nhá, mọi ngày là 8:30 ra mà hôm nay 9:30 vẫn chưa ra, chờ không hay về? Dạ chắc em về. Về hả? Thì cô ấy bảo là sao tự nhiên Phát đã hứa là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà đợi chưa tiếng đồng hồ đã bỏ rồi. Dạ bộ giận thôi thầy. Giận xong rồi cuối cùng cũng ra đón. Có đón không? Dạ chắc có. Có hả? Rồi ok. 2 năm sau thì em quyết định cưới cô ấy. Và cưới mẹ thầy. Ừ, 2 năm sau cưới luôn. Và bây giờ cô lại thích đi học thêm. Ở nhà thì có đứa con nhỏ. À, tất nhiên là có bà vú, có người giúp việc trông rồi ạ. Và cô cũng hẹn 8:30 đi ra. Mà bây giờ 9 giờ gọi điện cô ấy vẫn đang họp nhóm. Theo em thì khi cô ấy là vợ rồi em tiếp tục chờ hay như thế nào Pháp? Ừ, tùy thôi thầy. Thí dụ như lúc đó mà em rảnh thì em chờ cô ấy tới lúc nào cũng được. Ừ. Tại vì có người lo hết rồi. Cái mức độ nỗ lực, mức độ nhẫn nhịn hoặc là chờ đợi của em trước khi kết hôn và sau khi kết hôn thì cái nào em có thể chờ lâu hơn và không càm ràm? Dạ chắc là lúc chưa kết hôn. Ừ. Chúng ta cũng hiểu một cái đó là sự hợp tác rất là cao và sự quyết đoán. Chúng ta nhiều khi quên đi bản thân mình, sẵn sàng chờ đợi. Hỏi anh có mệt không? Chờ em có lâu không? Không sao. À, em có họp đến 12 giờ đêm anh vẫn chờ. Nhưng mà sau khi cưới rồi 15 phút không có là chút lại bắt ráp về nha. Tôi còn nhiều việc bận nha. À, chúng ta thấy mỗi một giai đoạn sự nhượng bộ à, sẽ được thực thi một cách dễ dàng. Đó, chẳng hạn như đang yêu nhau là nhượng bộ lắm. Cô ấy bảo là cô ấy không thích uống trà sữa, lập tức đi tìm quán khác cho cô ta. Đến 5-7 quán cô ấy đều bảo vệ trà sữa không ngon. Nhưng khi cưới rồi mà mua cho ly trà sữa mà không uống thì lần sau tự mà mua nha. Đừng có yêu cầu mất công, mua rồi không chê. Nhưng bây giờ mà đang yêu nhau thì có khi là đi cả thành phố 10 quán trà sữa. Khi nào mà người yêu nói rằng đúng là quán này ngon thì bắt đầu mới dừng lại. Ăn cô bảo vị vẫn chưa ngon. À, chắc là chạy rong nguyên một ngày chủ nhật để kiếm quán trà sữa cho cô ấy uống. Nhưng sau này cưới rồi thì cái việc đó có khả năng là cũng ít xảy ra. Yeah. Tại vì lúc cưới rồi thì chúng ta phải có sự quyết đoán của mình. Nhưng mà khi mà chưa cưới thì chúng ta đưa sự hợp tác lên là số 1. Người Việt Nam bảo là giai đoạn đó là giai đoạn đầu tư đấy phải không? Nên chấp nhận ha. Có những cái tổn thất ta phải nhượng bộ để làm gì, để khi nào chinh phục rồi tính tiếp à, đòi nợ à, nhượng bộ. Vậy thì khi chúng ta chấp nhận nhượng bộ có nghĩa là chúng ta nhiều khi chúng ta quên đi à, cái cá nhân của mình, cái tôi của mình để đưa cái sự hợp tác lên làm số 1. À, đối phương yêu cầu rất nhiều điều nhưng mà chúng ta bảo là khi hợp tác được với ông rồi thì mình có lợi nhuận trong tương lai, người lao động mình có việc làm, doanh nghiệp của mình được duy trì qua giai đoạn khó khăn, cho nên chúng ta đưa cái sự hợp tác là số 1, còn sự quyết đoán hay là lợi ích của tập thể đôi khi chúng ta chấp nhận. À, tôi cho ông ấy lợi nhiều hơn mình một chút. Đó, nhượng bộ. Đây. À, nhượng bộ. Về giai đoạn hành vi ứng xử thì khi chúng ta đã xác định được cái cách thức chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta khuyến khích hoặc sử dụng một số kỹ thuật nhằm đạt được mức độ xung đột như mong đợi. À, chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Cạnh tranh thì mức độ quyết liệt của chúng ta như thế nào? À, hợp tác làm sao? Chúng ta lựa chọn cái hướng rồi thì chúng ta sẽ khuyến khích cái điều đó xảy ra. Và cuối cùng, chúng ta sẽ giai đoạn 5 là chúng ta thu nhận kết quả đây. Kết quả nó sẽ có cả kết quả tích cực, xung đột nó sẽ kết quả tích cực. À, chẳng hạn như là làm việc, cái hiệu quả làm việc của nhóm tăng lên. À, chất lượng của các quyết định sẽ tăng cao. Sự đổi mới sáng tạo. Nói chung là
khi có xung đột, bạn sẽ thấy có nhiều trường hợp là tổ chức của mình sẽ thu nhận được kết quả tốt. Thế thì có ngại ngần gì để mà bung ra cho xung đột, khuyến khích xung đột thế đó. Nhưng lưu ý rằng có những trường hợp xung đột nó tạo ra những kết quả rất xấu. Chẳng hạn sự bất mãn tăng lên, ông sếp quá độc đoán, xung đột thường xuyên, cứ cuộc họp là ông ấy nói rằng phải nghe lời tôi, ông đã có ý kiến, thì sự bất mãn tăng lên. Khi chúng ta mà xung đột nhiều thì hiệu quả làm việc của nhóm cũng suy giảm. Hiệu quả làm việc nhóm suy giảm. Về thời gian cũng như chi phí, cãi nhau ngoài thì tốn thời gian. Và đây là những cái điểm tiêu cực từ xung đột. Chính vì vậy, đối với cái sơ đồ về quản trị xung đột trong một tổ chức thì chúng ta phải xác định cái điểm nào là điểm tuyệt vời nhất. Thì trên cái đồ thị về mức độ xung đột và hiệu quả của tổ chức, ta lưu ý có 3 điểm A, B và C. Thì tại 3 điểm này thì mức độ xung đột khác nhau và hiệu quả có thể cũng khác nhau. Thì bạn nhìn ở trên cái biểu đồ này thì tại điểm nào là tốt nhất cho tổ chức các bạn? Alo, điểm nào ạ? Chỗ B. Điểm B là tốt nhất. Điểm B có xung đột không các bạn? Điểm B có xung đột không? Điểm B là điểm có xung đột nha các bạn. Cho nên tổ chức không thể né tránh xung đột, bởi vì xung đột nó là tốt mà. Nhưng nếu chúng ta khuyến khích cái điểm B kia, có nghĩa là chúng ta rất là cởi mở với xung đột, thì chúng ta phải lưu ý nếu sự cởi mở đó nó phát đi một tín hiệu rằng tôi thích các anh xung đột càng nhiều càng tốt, thì nó có thể đẩy tổ chức tới điểm C. Và tại điểm C, xung đột ở mức rất là cao thì hiệu quả của tổ chức cũng cực kỳ thấp. Nó tương ứng với điểm A. Điểm A là dường như là không có xung đột gì cả. Sếp nói là nhân viên răm rắp nghe lời, không có ai có ý kiến gì cả. Thì tại điểm A và điểm C khác nhau ở mức xung đột, nhưng mà hiệu quả của nhóm lại là giống nhau, cực kỳ thấp. Tại điểm A, sếp nói gì nhân viên cũng nghe hết ạ. Trong cuộc họp hỏi có vấn đề ý kiến gì không? Không. Nhưng ra khỏi cuộc họp là chúng ta bảo thờ ơ uể oải, bởi vì đây là ý kiến của ông. Khi một công việc được tiến hành theo cách thức của người khác mà mình có vẻ không đồng ý, thì bạn sẽ thờ ơ uể oải, không phản ứng với thay đổi và không có ý tưởng mới. Bạn muốn mình được lên tiếng nhưng bạn e sợ cái quyền lực của lãnh đạo và ông này ông ấy toàn độc đoán, đúng không ạ? Thì kết quả làm việc của tổ chức của chúng ta là thấp. Tại điểm B là điểm tối ưu nè. Điểm B, tổ chức đã khuyến khích xung đột và nó đã kiểm soát tốt xung đột ở mức độ chức năng. Do đó, đặc điểm của đơn vị là có thể tồn tại tự phê bình và sáng tạo. Các bộ phận đều đưa ra ý kiến quan điểm của mình, tranh luận và kết quả cuối cùng ta sẽ rút ra được phương ứng làm việc tốt nhất. Hiệu quả làm việc là cao. Còn đại điểm C, các tổ chức đổ lỗi cho nhau, đúng không? Đây là loại xung đột phi chức năng mà phá vỡ, lộn xộn và không hợp tác. Chẳng hạn như là trong cuộc họp cuối năm, ta đang đánh giá xem tại sao phòng kinh doanh không có hoàn thành chỉ tiêu. Thì ông kinh doanh phải đưa ra lý do. Và ông sẽ đổ lỗi cho ai? Ông đổ lỗi cho ông sản xuất là ông không đáp ứng được đơn hàng. Thị trường cuối năm, đối tác của chúng ta làm sao đưa ra hàng hóa rất là nhanh ra thị trường, thế thì mới có thể đạt được doanh số. Đằng này hàng của tôi đưa ra là ông kinh doanh ông toàn từ chối cả, đáp ứng không kịp tiến độ, cho nên lỗi của ông sản xuất hết ạ. Lỗi của ông sản xuất. Và ông sản xuất có ngồi im để mà chịu không? Không phải. Tôi đáp ứng không được cho anh kinh doanh vì lý do làm sao ạ? Cung ứng không đáp ứng được nguyên vật liệu đầu vô cho tôi, nhân sự không đáp ứng được nguồn lực cho tôi vào cuối năm, tôi đề nghị mà đáp ứng không được. Bây giờ ông cung ứng bảo ông nhân sự có ngồi im không? Không. Ông nhân sự bảo sao? Tôi đáp ứng cho anh rồi đó, nhưng mà anh yêu cầu tăng người đột ngột như vậy. Và chính sách tiền lương của chúng ta là người tuyển mới hay là người cũ gì đó, có cái sự thay đổi tiền lương rất là ít. Chúng ta không có chính sách để khuyến khích người ta vào công ty mình cuối năm. Không có tiền hỗ trợ cho những người mà giới thiệu hay các kênh tuyển dụng. Rồi tiền lương, chúng ta tuyển người ta trong giai đoạn ngắn hạn, nhưng mà thu nhập của họ lại thấp. Chẳng hạn như là ở đây các bạn nào mà đi làm thêm cho cửa hàng tiện lợi bên ngoài, bạn biết là giữa cái người làm ngắn hạn, làm thời vụ, với những cái người mà làm lâu năm, mức lương nó khác không? Khác.
Chẳng hạn sinh viên đi làm thời vụ ở cửa hàng Soko Cây thì hình như là được trả 20-23 ngàn đồng một giờ đúng không? Nhưng mà đối với những người mà làm chính thức ở đó thì họ lại được trả mức lương cao hơn với những chế độ chính sách xã hội ổn định đúng không? Có bảo hiểm này, có tiền lễ, tiền Tết chẳng hạn như vậy. Đôi khi là người làm lâu thì lại ưu tiên hơn người mới. Và nếu chúng ta chỉ tuyển trong ngắn hạn thôi mà lương của chúng ta thì lại ngắn hạn lại thấp như vậy thì hay khó tuyển. Nếu đối tượng của chúng ta chỉ là người làm part time là sinh viên thì được, nhưng đối với một tổ chức lớn chúng ta cần tuyển nhân sự của mình ở thời điểm 1-2 tháng cuối năm mà trả theo kiểu của sông của cây thì khó tuyển lắm. Khó tuyển. Ngắn hạn thì lương thông thường phải cao hơn chứ. Cho nên là ông kinh doanh đổ lỗi cho ông nhân sự thì ông nhân sự sẽ đổ lỗi cho tiền lương ưu đãi của chúng ta không được ông tài chính phê duyệt. Ông Công Ương nói rằng trong đầu thời điểm đầu năm ấy, hàng hóa các đơn vị là sản xuất ít cho nên đặt hàng nguyên vật liệu là họ đáp ứng nhanh lắm và họ còn cho dòng tiền của chúng ta là ưu đãi một tháng mới phải trả công nợ. Còn bây giờ cuối năm dòng tiền họ phải xoay nhanh cho nên họ yêu cầu công nợ chỉ có 3 ngày thôi. Nhưng mà kế toán không đáp ứng được dòng tiền. Vậy là cả ông nhân sự và ông Cung Ứng đổ lỗi cho kế toán. Kế toán. Và tất nhiên là kế toán không có ngồi im. Ông kế toán nói rằng tiền tôi tự in ra đâu. Tiền tôi không có đáp ứng được cho mấy anh liên quan đến gì ạ. Dòng tiền của ông Dinh kinh doanh không có đảm bảo. Đúng không? Và kết quả cuối cùng là lại quay về ông kinh doanh. Quả bóng có được truyền qua truyền lại như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang ở mức độ lộn xộn phá vỡ. Chúng ta đang thiếu một cái nguyên tắc tranh luận đó. Tại sao lỗi của ông kinh doanh? Tại sao lỗi của ông cưng ứng? Tại sao lỗi của ông kế toán? Chúng ta thiếu một cái cam kết của các phòng ban với nhau. Đó. Các bạn đi làm thì các bạn biết là cái việc đổ lỗi qua nhau như vậy á, nó liên quan đến vấn đề gì? Theo các bạn, tại sao các phòng có thể đổ lỗi được cho nhau? Họ đang thiếu cái gì vậy? Các bạn, họ thiếu cái gì mà họ có thể đổ lỗi cho nhau được? Phương Thảo, theo em thì do cái gì em? Dạ, theo em là do người ta không có quy ra trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận đó thầy. Không quy ra trách nhiệm, theo em thì một tổ chức để quy ra trách nhiệm cụ thể, để không đổ lỗi về những vấn đề đó thì họ thường phải làm cái gì Phương Thảo? Đưa ra những cái quy định cho nhân viên. Quy định đó theo em là quy định gì vậy? Về những cái công việc mà mỗi phòng ban phải hoàn thành đó thầy. Mỗi phòng ban. Alo Phát ơi, theo em thì cái đó là quy định cái gì về em? Dạ là về nhiệm vụ của từng phòng ban này. Nhiệm vụ. Em có biết nó thông qua một cái hồ sơ hay cái gì không? Đối với doanh nghiệp thì nó là cái gì không? Khi mà làm việc thì em nghĩ là lúc đó thì người ta không có nói bằng văn bản, nhưng mà là khi mà làm việc thì sếp sẽ dặn phòng ban hoặc là đặt KPI chẳng hạn. Rồi. Đây là câu chuyện mà thầy lấy từ chính công ty của thầy trước đây đó. Cuối năm là suốt ngày ăn với họp và đổ lỗi cho nhau. Có một giai đoạn rất là dài như thế này ạ. Thì lỗi ở đây là liên quan đến cái ông CEO đấy. Ông cũng thiếu cái vấn đề mà bao quát. Chúng ta đổ lỗi cho nhau được kiểu như vậy, đá bóng vòng vòng như vậy. Bởi vì chúng ta thiếu cái gì? Chúng ta thiếu cái sự cam kết của các tổ chức với nhau. Và đối với các doanh nghiệp thì bạn thấy cái cam kết đó nó sẽ được cụ thể bằng cái gì ạ? Bằng một cái kế hoạch về đơn hàng rõ ràng. Ví dụ như ông kinh doanh, ông lên cái doanh số 300 tỷ trong năm nay thì ông phải sản xuất những cái nhóm ngành nào gọi là SBU, và trong SBU đó nó có những dòng sản phẩm nào gọi là SKU. Và khi anh đưa ra một cái dòng sản phẩm như vậy, anh có quyền tăng hoặc giảm 10% thôi. Thế thì để cho ông sản xuất ông chủ động chứ. Còn cái mặt hàng này anh không đặt hàng mà cuối cùng cuối năm anh thấy hút quá, anh đặt ông sản xuất thì ông chạy sao nổi. Anh bảo là 10 năm ngày nữa là phải có hàng cho tôi. Trong khi sản xuất muốn có là phải làm sao ạ? Liên quan đến nguyên vật liệu đầu vô. Và nguyên vật liệu đầu vô thì đâu có phải là muốn là được đâu. Cuối năm công ty nào cũng tăng sản lượng. Vậy thì nếu như mà bạn đặt hàng gấp như vậy thì ai đáp ứng được? Vậy thì chúng ta đã thiếu một cái kế hoạch cam kết giữa sản xuất và kinh doanh. Và nếu dựa trên ông kinh doanh đặt hàng như vậy thì ông sản xuất cũng sẽ lên một cái kế hoạch về nguyên phụ liệu.
rồi là lao động để cho ông cung ứng và ông nhân sự đáp ứng. Và anh phải có cái sự chủ động như vậy trước một vài tháng mới tuyển dụng được người chứ. Anh như vậy anh mới chủ động ký với nhà cung cấp được chứ. Và như vậy thì hai ông cung ứng và ông nhân sự cũng lên một cái kế hoạch về chi phí, về dòng tiền cho ông tài chính. Và ông tài chính cũng phải lên được một cái dòng tiền là từ vay hay là từ doanh số, nó phải ăn khớp với nhau. Thì bạn thấy đó là công tác đơn hàng đó. Hoặc là những hợp đồng nội bộ đấy các bạn, tức là phải cam kết với nhau. À, các ông phải cam kết thì cái người này đạt được thì người kia mới đạt được. Chứ còn nếu mà không thì cuối năm cứ đổ lỗi cho nhau à, ABC đầy qua đầy lại. À, đây là kết quả. Và đây có thể được coi là một cái sơ đồ về mối quan hệ giữa mức độ xung đột và hiệu quả quan trọng nhất trong cái chương này. Trong cái chương về xung đột này các bạn lưu ý. Trong khi trả lời các câu hỏi ở thi giữa kỳ hay cuối kỳ nếu có, bạn cố gắng mô tả và hiểu được cái biểu đồ này thì thầy sẽ rất là ghi nhận cái phần này các bạn am hiểu nhé. A, B, C. Chúng ta hiểu là tốt nhất là phải có xung đột và kiểm soát được xung đột. Đó là điểm B. Còn nếu chúng ta mất kiểm soát, mất phương hướng thì nó sẽ dẫn đến điểm C. Hai vợ chồng cũng vậy. Bạn thấy cứ mở lời ra là hai người chỉ trích lẫn nhau. Thế thì nó dẫn đến điểm C là chắc rồi. Nhé. Thế thì hôn nhân cũng không hạnh phúc đâu. Ở với nhau thì suốt ngày cãi lộn cũng không vui. Còn nếu điểm A là gì? Điểm A là từ lớn đến nhỏ chưa bao giờ nghe thấy hai vợ chồng này. Nhé. Hai vợ chồng có thể là bố mẹ chúng ta chưa bao giờ nói lớn với nhau một lời nào cả. Và nếu như điều đó là sự thật thì nó cũng tiềm ẩn đấy các bạn. Bởi vì những cái cuộc sống này nó sẽ sinh ra rất nhiều cái vấn đề cần phải tranh luận với nhau. Và nếu như mà bố mẹ mình mà từ trước nay chưa bao giờ có một cái tranh luận gì cả, cuộc sống nó cũng hơi thiếu hương vị gì đó. Nhà nó cũng có rủi ro đấy các bạn. Yeah. Hai vợ chồng mà cưới nhau về mười mấy năm mà không thấy một người vợ lên tiếng khi người chồng mình có ý kiến gì cả, thế thì khiến cho người chồng căng thẳng, đúng không? Và có thể hôn nhân cũng hơi khó. Vì sao? Vì chúng ta phải trao đổi tương tác chứ. Còn nếu thỉnh thoảng thấy bố mẹ có cự lộn nhau một chút xíu về vấn đề giáo dục con cái, về phương hướng phát triển trong tương lai, điều này là cần thiết. Điều này là thể hiện là gì ạ? Mối quan tâm của hai người về vấn đề đó. Điều này cũng có thể hiện về gì ạ? Về cái nền trí thức của hai bố mẹ hay là của hai vợ chồng này là tương đồng nhau, thì họ mới có những phản biện tranh luận nhau được chứ. Còn nếu như cái người vợ hay người chồng mà để cho cái bạn đời của mình nói một chiều thôi ạ, thì có thể là họ làm gì ạ? Họ có cái level hơi khác nhau, hoặc là cái ý kiến đưa ra cái người kia không hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì họ học cao hơn ông chồng chẳng hạn. Ông chồng nói cái gì mà người vợ nói rằng cái tầm này là không có tranh luận về vấn đề đó. Hoặc là cũng có thể là sao? Vấn đề của ông chồng đưa ra là bà vợ không hiểu, nhưng mà không lên tiếng, thì nó ở điểm A nha bạn. Và tại điểm A thì là tiềm ẩn xung đột, thờ ơ uể oải. Còn nếu một quyết định nào mà được hai vợ chồng cùng bàn luận rồi, tranh luận rồi, thì nó sẽ rất là hào hứng khi thực hiện. Hào hứng. Có một câu chuyện vui này ạ. Một chàng trai rủ cô bạn gái sắp cưới đi du lịch. Đi du lịch. Mà chàng trai thì nói rằng anh thích đi biển cơ. Cô gái thì bảo là em thích đi du lịch ở núi cơ. Thì mình sẽ tổ chức đi du lịch ở đâu nhỉ? Alo, Minh ơi, Đức Minh. Dạ. Yeah. Yeah. Em người yêu của em thì thích đi vùng núi, còn em thích đi vùng biển. Hai người này tranh cãi nhau như vậy thì em sẽ đưa chuyến du lịch đó về đâu à, Minh? Thế là không đi à hay là đi? Dạ yeah, chắc đi núi thì. Đi núi à? Dạ. Yeah. Nhường cô gái à? Dạ. Dạ. Phát ơi, người yêu của em thích đi núi còn em thích đi biển, thì cuối cùng hai đứa có đi du lịch không hay là tranh luận qua lại khỏi đi? Dạ chắc là chia ra làm đôi. Ngày đi núi, ngày đi biển. À, hai ngày, đúng không? Dạ. Thanh có đây không em? Nếu cô gái mà thích đi núi còn chàng trai thích đi biển thì ta phải làm gì? Có một cách đáp ứng được cả hai đấy.
Pháp có biết là đáp ứng cả hai bằng cách nào không Pháp? Dạ, xài cánh cửa thần kỳ của Doraemon đó thầy. Ôi trời ơi. À, Đức Minh, một người thích đi núi, một người thích đi biển, đi đâu thì đáp ứng được cả hai à Minh? Dạ, chắc là khỏi đi đâu hết thầy. À, đúng rồi, tiêu cực thế. Một người thích đi núi, một người thích đi biển, đi đâu ở Phương Nguyên? Em nghĩ là đi cái nơi nào mà người nào có sức ảnh hưởng mạnh hơn á. Như vậy hả? Thế thì dạ. Hai người lại bảo tìm xem ông nào có tiếng nói trọng lượng hơn phải không? Em nghĩ là chắc là đi theo người bạn nữ thầy. Đi lên núi à? Phương Anh đi đâu Phương Anh? À, em đi một nơi vừa có biển vừa có núi luôn thầy. Đúng rồi, đi ra đảo ấy, em. Ra đảo là có cả núi cả biển đấy. Cá với các bạn là đảo luôn luôn có núi và biển. Nó đáp ứng được cả hai mục tiêu của chúng ta. À, người thích đi núi, người thích đi biển thì chúng ta đi ra đảo. Đảo sẽ có cả núi cả biển cho chúng ta. Nhá. Vậy thì... để có thể vào cái nội dung đó, chúng ta sẽ chờ đợi phần trình bày của nhóm hôm nay liên quan đến về đàm phán và thương lượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút các bạn nhé. 9:10 chúng ta sẽ quay trở lại với phần xuất hiện của bạn Long và bạn Pháp. Long và Pháp chuẩn bị một tiết mục gì đó để 9:10 quay trở lại nha hai em. Dạ. Yeah. Alo, nhóm thuyết trình có đây chưa các bạn? À, dạ có rồi thầy. À, nhóm em trình bày luôn là Pháp? Dạ đúng rồi. Thế thì có lý do rồi, em phải làm cái gì để warm up cái môi trường và lắng nghe các bạn ha. Thế thì có hợp lý rồi. Nhá. Yeah. Rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Rồi. 9:10 chúng ta quay trở lại nha các bạn.